Thưa quý vị và các bạn, dù là ngành sản xuất lớn nhất Đông Nam Á với công suất là 12 triệu tấn một năm, ngành sản xuất phôi thép Việt Nam hiện chỉ còn một nửa số doanh nghiệp hoạt động, nửa còn lại thì cũng chỉ hoạt động cầm chừng. Nguyên nhân chính thì được Hiệp hội Thép xác định là do phôi thép giá rẻ từ Trung Quốc tràn vào thị trường nội địa ngày càng nhiều. Đặc biệt trong số đó là phôi thép Trung Quốc đội lốt hợp kim để có thể trốn thuế. Nếu như mà tình trạng này cứ tiếp diễn thì chỉ trong vòng một thời gian ngắn nữa, có thể là ngành sản xuất phôi thép Việt Nam sẽ bị xóa sổ. Hàng chục nghìn tỷ đồng đầu tư theo lời kêu gọi của nhà nước sẽ thành mây thành khói. Và đau xót hơn thì ngành thép Việt Nam sẽ quay trở lại với 20 năm trước, tức là giai đoạn đầu phát triển, đó là nhập phôi về gia công thành thép thương phẩm. Vâng, và giải pháp được các doanh nghiệp và các cơ quan chức năng đang tính tới là sẽ thực hiện một vụ kiện bán phá giá. Tuy nhiên, từ nay đến lúc có thể khởi kiện thì ngành sản xuất trong nước sẽ tiếp tục bị thiệt hại và nhà nước sẽ vẫn tiếp tục thất thu thuế. Và nếu cách đây khoảng 6 năm thì doanh nghiệp và ngành chức năng cũng tính tới các biện pháp là phải bảo vệ bằng hàng rào kỹ thuật hay là các công cụ phòng vệ thương mại thì giờ đây có thể câu chuyện này đã khác. Kể từ năm 2009, tại Việt Nam đã xuất hiện tình trạng phôi thép Trung Quốc đội lốt thép hợp kim có chứa nguyên tố bo, chỉ có hàm lượng không đáng kể để hưởng thuế nhập khẩu 0% đối với thép hợp kim thay vì 9% đối với thép thông thường. Sau nhiều năm đấu tranh bàn thảo giữa Hiệp hội Thép Đông Nam Á, trong đó có Hiệp hội Thép Việt Nam với Hiệp hội Thép Trung Quốc, kể từ đầu năm 2015, Trung Quốc đã không xuất khẩu thép đội lốt hợp kim có chứa bo nữa và thay vào đó là thép đội lốt hợp kim có chứa chrome. Câu chuyện cũ lại được lặp lại bằng một hình thức mới. Thế như vậy tức là cái việc mà lách luật của thép Trung Quốc như vậy là đã 5-6 năm nay rồi. Và trong năm nay thì lại xuất hiện thêm một cái hiện tượng tức là dùng chrome đưa vào, cũng gọi là thép hợp kim chrome để đưa vào, mà thực chất là đưa vào để sản xuất thép xây dựng. Một tấn phôi thép Trung Quốc trên thị trường hiện có giá 6,5 cho đến 6,7 triệu đồng một tấn. Trong khi phôi thép sản xuất trong nước có giá từ 7,7 cho đến 7,8 triệu đồng một tấn, cao hơn từ 1 cho đến 1,3 triệu đồng một tấn, tương đương với 15 cho đến 20% so với thép Trung Quốc. Mức chênh này có nguyên nhân chính là do thép Trung Quốc được giảm tới 22% tiền thuế, bao gồm 9% tiền thuế nhập khẩu vào Việt Nam. Do nước ta có quy định cho phép nhập khẩu thép hợp kim dùng cho chế tạo máy với thuế suất 0%, trong khi phôi thép xây dựng có thuế suất là 9%. 13% thuế VAT được chính quyền Trung Quốc hoàn lại do nước này khuyến khích xuất khẩu sản phẩm chế biến sâu. Với lợi thế về giá như vậy, kể từ đầu năm đến nay, lượng phôi thép Trung Quốc nhập khẩu đã tăng đột biến lên tới 290% so với cùng kỳ năm 2014 và đạt tới 1,1 triệu tấn với trị giá hơn 421 triệu đô la. Sự gia tăng đột biến cũng như giá siêu rẻ của phôi thép Trung Quốc đang khiến ngành sản xuất phôi thép Việt Nam đứng trước nguy cơ đóng cửa. Tức là với cái tình trạng gia tăng nhập khẩu phôi thép đột biến như thế thì sớm hay muộn chúng tôi cũng sẽ bị thiệt hại, co hẹp lại thị trường sản xuất phôi thép. Nếu không ngăn chặn được cái phôi giả danh hợp kim nhập khẩu với làm thép dựng kia thì trong một vài tháng tới các nhà máy của chúng tôi bắt buộc phải đóng cửa vì không thể cạnh tranh được cái phôi giá rẻ, chất lượng không và nguồn gốc không rõ ràng từ Trung Quốc và làm rối loạn thị trường sắt thép tại Việt Nam. Bên cạnh nguy cơ hủy diệt ngành sản xuất phôi bản địa, phôi thép Trung Quốc lách luật còn gây thất thu đối với ngân sách nước ta. Chỉ tính riêng 2 tháng gần đây, hơn 62.000 tấn thép chứa chrome trị giá hơn 40 triệu đô la đã được nhập khẩu vào nước ta với mức thuế chỉ 0% thay vì 9%. Phôi thép Trung Quốc đã gây thất thu cho ngân sách khoảng 2 triệu đô la, tương đương hơn 40 tỷ đồng. Qua con số này, có thể hình dung nhà nước đã thất thu nhiều triệu đô la trong 6 năm qua. Trong thời gian vừa qua thì là các cơ quan quản lý nhà nước cũng đã ban hành một số những cái chính sách, những cái mà ta gọi là có những cái dụng cái công cụ để mà bảo vệ cái sản xuất trong nước cũng như là để ngăn chặn những cái việc mà nhập một số những cái loại thép rẻ ở Trung Quốc về. Nhưng mà rõ ràng nó không hiệu quả đâu. Tất nhiên là kết quả nó chưa được như mong muốn. Câu hỏi đặt ra là sau 6 năm xuất hiện tình trạng cạnh tranh không lành mạnh của phôi thép Trung Quốc, một quãng thời gian quá dài mà doanh nghiệp cũng như các ngành chức năng chưa đưa ra được biện pháp xử lý mạnh tay nào để tiếp diễn tình trạng thất thu thuế của nhà nước và khiến doanh nghiệp trong nước khó khăn. Đến nay khi những nguy cơ được dự đoán từ trước bắt đầu trở thành hiện thực, các ngành chức năng, cụ thể là các bộ Công Thương, Tài chính, Khoa học và Công nghệ mới bắt đầu có những động thái rõ ràng hơn như tuyên bố sẽ xây dựng hàng rào kỹ thuật hay áp thuế nhập khẩu. Nhưng nếu không nhanh hiện thực hóa những tuyên bố này thì có thể đây sẽ chỉ là những hành động vô nghĩa.
là chúng tôi muốn là Bộ Công Thương xem xét siết chặt các cái văn bản quy phạm pháp luật về quản lý nhập khẩu và quản lý chất lượng thép. Hiện nay là đã có thông tư 44 liên Bộ Khoa học Công nghệ và Công Thương đang có hiệu lực, và tôi muốn là siết chặt hơn nữa để đảm bảo sự công bằng trong các nhà nhập khẩu, đồng thời là bảo vệ ngành thép trong nước. Các quy định về hội nhập cho phép các quốc gia có những công cụ pháp lý để giảm thiểu thiệt hại hoặc bảo vệ sản xuất trong nước trước các hành vi thương mại không lành mạnh của các nhà sản xuất nước ngoài như kiện chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ thương mại. Tuy nhiên, trong khi trên thị trường quốc tế, sản phẩm Việt liên tiếp bị áp dụng phòng vệ thương mại, thì tại thị trường trong nước, cho dù nhiều ngành sản xuất bị đe dọa bởi sản phẩm nhập khẩu, thì việc sử dụng phòng vệ thương mại để bảo vệ vẫn rất hạn chế. Thì cái công cụ này thực ra về pháp luật của Việt Nam đến giờ ra đời đã được 10 năm rồi, và đến bây giờ chúng ta nhập WTO thì cũng đã được gần 8 năm rồi. Chúng ta đã phải chịu đến gần 100 các cái vụ kiện phòng vệ thương mại, trong đó phải chịu đến gần 50 vụ kiện chống bán phá giá. Mà đây mới là lần đầu tiên Việt Nam sử dụng cái công cụ chính thức được WTO cho phép này, thì tôi nghĩ cũng đã là tương đối muộn rồi. Có nhiều lý do khiến doanh nghiệp Việt chưa sử dụng nhiều công cụ phòng vệ thương mại. Bên cạnh sự thiếu quan tâm tìm hiểu về các công cụ này, hay tâm lý chuyện này không liên quan đến mình, hay thiếu kinh phí để theo đuổi các vụ kiện. Ngoài ra còn có lý do thiếu sự chuẩn bị dữ liệu cho các vụ kiện bởi hoạt động sản xuất chưa minh bạch. Thêm một lý do cũng hết sức quan trọng nữa là có những sự e dè nhất định của doanh nghiệp khi làm việc với các cơ quan quản lý nhà nước trong một nền hành chính mới bắt đầu dục dịch chuyển từ hành chính quản lý sang hành chính phục vụ. Trước hết là lỗi từ phía các cơ quan nhà nước không đưa ra được những cái hàng rào bảo vệ cho mình. Nhưng mà các cơ quan nhà nước thì không đưa ra mấy những hàng rào như vậy để giúp cho các ngành của Việt Nam có thể sử dụng cái quyền tự vệ chính đáng của mình trong việc chống lại cái sự cạnh tranh một cách không hợp lý từ bên ngoài vào. Quay trở lại với câu chuyện của ngành sản xuất phôi thép, các doanh nghiệp đứng đầu là Thép Hòa Phát đang chuẩn bị đứng nguyên đơn kiện doanh nghiệp thép Trung Quốc hành vi bán phá giá và có nguy cơ hủy diệt ngành sản xuất phôi thép Việt Nam. Nhưng nếu doanh nghiệp và ngành chức năng có những hành động ngăn chặn hành vi thương mại không lành mạnh của Trung Quốc từ cách đây 6 năm, thì giờ đây ngành phôi thép có thể đã không phải đối mặt với nguy cơ hủy diệt. Điều này cho thấy doanh nghiệp cũng như ngành chức năng Việt Nam cần có một tầm nhìn xa về phòng vệ thương mại.